Thôi được rồi con, nghĩ đi con. Con cố gắng ôm cái pháp đó, chuyên cái pháp đó thôi. Rồi con sẽ đợi cái lúc nào mà thấy thầy thấy nó thuần thục, thầy thấy được, thầy sẽ cho con chiến đấu với Hôn Trầm Thị Nhiên một vài đêm cho nó sạch, không có còn Hôn Trầm Thị Nhiên nữa. Cố gắng. Với lúc này thì con tập xứ nghiệp xứ để biết cách cho nó để mà thư thanh thản an lạc vô sự. Đồng thời thì lúc nào cũng dùng cái định vô lậu, cái tri kiến giải thoát để cho mình quét sạch những cái tâm niệm của mình. Có cái niệm gì lo lắng buồn phiền thì con dùng cái định vô lậu mà quét nó ra cho hết. Để cuối cùng thì đến một lúc nào đó thầy thấy được, thầy sẽ cho một suốt một thời gian một ngày cho đến 10 ngày hoặc là một tháng phải chiến đấu cho sạch ba cái Hôn Trầm Thị Nhiên. Mặc dù là con lớn tuổi rồi ít ngủ nhưng mà vẫn còn Hôn Trầm Thị Nhiên với chưa tan, cho nên phải quét sạch. Bắt đầu Trang đi được không con? Con đi cái pháp nào mà con hợp nhất về cái phương pháp mà đi kinh hành thì con sẽ tu tập cái pháp. Mở ra rồi. Thì con đi pháp thứ hai, tức là đi hai đi biết, con ngừng lại con thở, giữ tâm thanh thản, để con nhắc tâm đăng ký trên bước đi, thì con tiếp tục con đi. Dạ, dạ. Ở đây thầy xin lưu ý mấy con đó, tu mà đi cái giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là tu theo cái kiểu mà đi pháp tứ niệm xứ đó, hay giữ cái tâm bất động mình thôi, nhưng mà vẫn đi kinh hành, nó vẫn phá được Hôn Trầm Thị Nhiên nữa, chứ không phải không phá được. Bởi vì đó là cái chân lý của đạo, cho nên cái đó nó nhẹ nhàng hơn là những cái phương pháp khác. Tại vì mình đi mình phải đếm bước đi, còn này không có đếm, mà chỉ có mình tác ý rồi mình giữ cái tâm thanh thản của mình thôi. Ví dụ như mình đứng lại, mình tránh ý tâm thanh thản an lạc, rồi bắt đầu bước đi. Đó là cách thức đi kinh hành trên pháp tứ niệm xứ, nhưng nó vẫn phá được Hôn Trầm. Con tu cái pháp nào mà đi kinh hành con cứ trình đi con, trình cái pháp của con. Thế mà con làm cả bốn phương pháp luôn, nhưng mà tại vì con chia thì theo cái điều kiện đặc tướng những cái cấp của con. Thì chẳng hạn như hôm qua con tính đi buổi tối là bên ngoài nhưng mà trời mưa, thì ra con leo lên giường con đi con pháp thứ ba. Còn thường thì con làm buổi tối 12 giờ tới 5 giờ thì con làm phương pháp thứ ba. Từ 7 giờ tới 10 giờ sáng thì con làm phương pháp thứ nhất. Rồi từ 2 giờ cho tới 5 giờ chiều thì con làm phương pháp thứ hai. Mà cũng tùy, tại vì nếu trời không mưa thì 2 giờ đến 5 giờ có thể ra làm phương pháp thứ nhất. Nhưng mà có nhiều khi con chuẩn bị con làm phương pháp này thì nó có việc xảy ra là con phải đổi thì. À, như ngày hôm kia thì con tính đi bên ngoài thì tối, nhưng mà con ra thì con thấy con rắn, thành ra con thôi con đi vô giường luôn, thành ra con nhậu trong giường. Có nhiều khi buổi trưa con tính làm nhưng mà con ra con thấy cái này kia, con thấy động tâm quá con đi vô, con không muốn làm theo những cái gì mình dự định này, là con tập luôn mà. Với lại cái phương pháp thứ nhất đó, thì con đi á, con đi con đã có kinh nghiệm đi cả một đêm tỉnh giác cái phương pháp thứ nhất, nhưng mà con đi cứ mỗi câu là một cái ý, chẳng hạn như con đi theo cái ý là tâm như cột đất, mỗi bước là một chữ và yên lặng như thánh, liên dục liên giác pháp, phòng hộ sáu căn, cứ con cứ ra ý liên tục và con đi như một bài văn vậy, con đi hết cũng khoảng tiếng mấy là xong. Thật ra con không biết giờ trình đi ông là bốn phương pháp luôn hay là con? À, con cứ trình
mọi phương pháp, bởi vì đó là cái khéo léo thiện xảo khi mà đi kinh hành, nó áp dụng từng cái thời điểm của nó đúng hợp với mình. Thấy cái này bây giờ thấy kiến thì bắt đầu mình không đi, hoặc là thấy côn trùng hoặc là mưa gió thì mình phải đi cái phương pháp nào cho nó hợp trong cái thời điểm đó, thì con biết khéo léo thiện xảo con cứ đi. Ở đây thì coi như là mình áp dụng bốn cái những cái điều kiện mà con đã thiện xảo con tu, con áp dụng con đi. Bắt đầu bây giờ tôi đi, con đi kinh hành cái phương pháp nào đó thì con nhắc con nói là bây giờ con đi, để cho mọi người người ta thấy cái sự thiện xảo của con trên cái bước đường để mà khắc phục cái tâm của mình cái gì. Đó thì con cứ trình bày cho hết những cái pháp con tu tập thôi, để mà thầy chuyển điểm lại thứ nhất cho phương pháp thứ tư, để thầy kiểm tra lại coi thì con cách thức tu đi như vậy nó hợp với cái đặc tướng con, thì giúp đỡ. Còn phương pháp là không phải thứ tư nhưng mà con dặn tại chỗ đâu, con dặn tại chỗ đó con, khi mà trường hợp mà bất đắc dĩ mình đứng trên giường mình tu cũng được. Ở đây con thấy tất cả những cái phương pháp của Phật mà mình biết tu tập đó, mình khéo léo thiện xảo từng phút từng giây để đối lại những cái tham sân si của chúng ta, và chúng ta biết áp dụng, biết áp dụng cách thức để mà chúng ta thắng được cái tâm của chúng ta, thắng được cái nghiệp của chúng ta. Cho nên trong cái sự tu tập mà cái thường thường trong kinh sách của Phật đó, Đức Phật nó thiện xảo, cho nên đó là những cái điều kiện mình thiện xảo để cho mình biết cách. Chứ còn nếu mình cứ cố chấp rằng là Phật dạy như vậy tôi làm vậy thôi, cũng như ví dụ như Đức Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, để mà đối trị cái tâm, cái thân của mình đang bị bệnh đau. Nhưng mà bây giờ vì cái hơi thở của mình bị thở nó khó thở, hoặc là hay bị rối loạn hơi thở, thì mình không thể nào mình kéo dài cái tâm nhiếp ở trên hơi thở được, thì mình sử dụng cái thân hành hoài, như mình đưa cánh tay ra cánh tay vô, đó là cách thức thiện xảo mấy con, chứ không phải là đợi Đức Phật dạy chúng ta đưa tay ra tay vô rồi chúng ta mới biết. Nhưng mà cái thân hành là cái hơi thở của chúng ta, thì hít vô thở ra thì cũng giống như cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô chứ có gì. Cho nên chúng ta thiện xảo là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tu tập rất tốt. Cho nên cách thức tu tập theo đạo Phật nó không phải chiếc cứng một chỗ, nhưng mà đừng có dạy người khác mà một cách mà kiến giải qua một cái tưởng nó sai. Còn ở đây ví dụ như mình biết áp dụng, bây giờ thay vì cái thân thầy bị bệnh đau mà cái hơi thở thầy thở rất khó, khi mà thở thì nó bị tức ngực cho nên thầy không thở được, rồi bây giờ không thở được rồi thôi thầy không dám tu pháp nào khác, thì như vậy là thầy không linh động, không thiện xảo. Cho nên thầy biết thiện xảo, do đó thầy cũng đẩy lui được bệnh thầy bằng cái cánh tay của thầy đưa ra đưa vô, hoặc cái chân của thầy duỗi ra duỗi vô cũng được, hoặc là thầy bước đi cũng được, chứ đâu phải cần có cái hơi thở. Nhưng cái pháp tác ý phải giữ đúng, không được sai, bởi vì cái lệnh, cái ý của mình muốn cái đó, muốn dẫn cái tâm của mình vào chỗ đó, ý làm chủ, ý tạo tác mà, nên ý nó dẫn vào những cái chỗ thiện. Thì bắt đầu bây giờ cái thân mình bị bệnh đau thì mình dùng cái thân hành, thì không hơi thở thì cái bước đi của mình, cái cánh tay của mình, thì mình dẫn dụng được những cái thân hành đó để mình đẩy lui được bệnh, chứ có gì đâu khó. Mình vẫn khắc phục được ưu phiền ở trên thân tâm của mình, chứ đâu phải là không có. Nhưng mà cái đó là cái thiện xảo, chứ không phải đợi trong kinh Phật dạy như vậy chúng ta mới làm vậy, không phải chúng ta thiện xảo. Nhưng thiện xảo không sai, còn chúng ta thiện xảo sai. Ví dụ như chúng ta nghĩ tưởng rằng mình sẽ có Phật tánh, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe, do đó mình giữ cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe. Cái mục đích người ta hiểu, người ta hiểu là cái tâm thanh tạ an lạc vô sự, nhưng mà cứ cố gắng để giữ cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe để cho thanh tạ an lạc vô sự gì, nhưng mà không ngờ nó bị ức chế. Nó còn hiểu, bởi vì mình hiểu sai một chút, mình nghĩ rằng chắc có lẽ là cái đó là Phật tánh, nhưng mà như thầy đã nói tâm thanh tạ an lạc vô sự nó là cái chân lý rồi, cái trạng thái rồi, nhưng mà mình giữ nó, mình cố gắng mình giữ nó thì mình bị ức chế, nó thật. Cho nên vì vậy mà khi mình tác ý ra rồi thì mình để tự nhiên cái sự thanh tạ an lạc vô sự, mà mình chỉ có quan sát bốn chỗ thân gò tâm thoát của mình để thấy nó có chướng ngại thì mình đẩy lui, mà không chướng ngại thì để tự nhiên, chứ không phải mình cố gắng mình giữ nó. Cho nên người ta cố gắng người ta giữ nó thanh tạ an lạc vô sự là người ta không có cho niệm thiện niệm ác khởi ra, cho nên nó đi lạc đường, nó trật đường. Vì vậy mình có cái mục đích là mình làm cho cái ký thức của mình đừng khởi niệm thì nó sai. Mà cái chỗ này cái niệm không niệm nó không quan trọng, mà cái chỗ mà tâm chúng ta bất động là chỗ quan trọng. Mà hãy nó bất động thì nó thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải là trong đầu chúng ta nó dán bặt, nó không có niệm.
nhưng mà nó đâu có niệm bậy bạ gì vậy, cho nên nó thanh thản là thiếu sự. Bởi vì nó ly dục ly ác pháp thì nó đâu còn niệm gì nữa. Còn chúng ta còn dục ác pháp, còn tham muốn, còn thích ăn sang mặc đẹp, thì do đó thì chúng ta muốn cho nó đừng có niệm thì chúng ta bị ức chế mất. Cho nên mục đích chúng ta thấy còn niệm thì chúng ta biết là tham tham khi chúng ta còn, mà còn không cầm thì niên thì chúng ta biết là còn không cầm thì niên phải tu tập cái pháp nào để đối trị. Còn này không cầm thì niên chúng ta còn, mà chúng ta cố gắng để cho giữ được cái tâm bất động của chúng ta thanh thản an lạc vô sự, thì không có cho niệm nó khởi, thì chúng ta cho đó là cái chân lý của chúng ta, thì chúng ta ức chế chứ không phải là chúng ta có cái sự thật là cái chân lý nó diễn ra. À, cho nên chúng ta hiểu biết rằng khi mà tu tập rồi thì cái người mà người ta có kinh nghiệm, người ta biết cái đó sai, cái đó là thật, vì cái tâm chúng ta còn tham si mà chúng ta lại muốn cho chúng ta đạt được cái chân lý thì không thể được. Còn cái tâm của chúng ta nó hết tham si thì cái chân lý nó hiện tiền, nó hiện ra cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Cho nên mục đích của chúng ta tu tập là ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, là làm sao cho tham si chúng ta ly cho hết, để rồi cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó hiện ra. Thì coi như là bên kia thì nghĩ đó là Phật tánh, nhưng mà sự thật Phật tánh bị ức chế. Còn bên đây chúng ta không có cho nó là Phật tánh, nhưng nó là cái chân lý của chúng ta, cái trạng thái giải thoát của chúng ta, nó không còn tham sân si nữa, cho nên nó hiện ra thanh thản. Vì vậy mà họ nghĩ rằng cái này thường hàng, sự thật nó không thường hàng, nhưng đó là cái trạng thái. Cho nên chúng ta chết đi thì cái này nó vẫn mãi mãi, cái trạng thái bất động đó nó vẫn mãi mãi, nó không có gì hết. Mà không phải đó là Phật tánh, mà đó là cái trạng thái không có tham sân si mà thôi. Nó như vậy chúng ta hiểu như vậy nó mới đúng, chứ không khéo chúng ta hiểu đó là Phật tánh thì cái hiểu mà cái danh từ Phật tánh họ hiểu, họ đặt ra cái tên đó thì chúng ta thấy nó không sai đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta bị ức chế, cho nên nó sai pháp, nó làm cho tâm chúng ta không có ly tham sân si được. Vì vậy nó sai cái chỗ tu, mà cái tên của họ đặt như thế nào cũng được. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt cái tên của nó là, đó là cái như Đức Phật đặt nó là cái chân lý, cái diệt đế, cái nơi mà nó không còn tham si, không còn dục nữa, thì cái đó là cái trạng thái diệt đế. Thì ở bên thiền tông có thể nói là Phật tánh đi cũng được, nhưng mà cái phương pháp để thực hiện được cái trạng thái đó nó không phải là cái phương pháp của thiền tâm. Bởi vì thiền tâm mục đích nó dừng cái ý của nó không có cho niệm cợt, nó ức chế nó, vậy cho nên cái tâm tham si nó không ly, mà nó không ly thì nó làm sao nó đạt được cái này, cho nên nó bị ức chế, do đó nó sai cái chỗ pháp hành, vậy mà nó không đạt được. Còn trái lại chúng ta không nghĩ nó là Phật tánh, không nghĩ nó gì, nhưng mà chúng ta nghĩ đúng như Đức Phật nói là cái trạng thái diệt đế, cái chân lý diệt đế, tức là chúng ta nhận ra, chúng ta biết là thanh thản là vô sự. Cho nên chúng ta nghe nhận ra nó gần na ná, nó giống như thiền tâm, nhưng mà không phải, bởi vì thiền tâm nó ức chế, nó không cho niệm. Còn chúng ta không có, chúng ta do chúng ta đối, chúng ta tu định vô lậu và chúng ta đối với tâm tham sân si, chúng ta định tu chánh niệm tỉnh giác để mà chúng ta đối trị cái tâm không cần phiền niên, tức là tham si của chúng ta. Vì vậy mà cuối cùng chúng ta diệt tham si thì chúng ta đạt được cái chân lý không tham sân si. Mà chúng ta không có dụng nó là Phật tánh để làm cho chúng ta ham muốn mình phải tiến tánh thành Phật, cho nên chúng ta lại không còn cái dục nữa. Còn trái lại chúng ta đặt nó là Phật tánh thì chúng ta lại muốn cho mình đạt được, thì cái sự muốn cho mình đạt được cái chỗ đó thì tức là mình còn ham muốn. Còn trái lại chúng ta biết đây là cái chân lý thanh tạng an lạc vô sự, mình cố gắng mình giữ gìn để cho tâm mình hết tham si, như thế nào không còn tham si thì cái trạng thái nó hiện tiền, cho nên chúng ta cũng không ham muốn cái trạng thái đó, mà chúng ta mục đích là chúng ta đối trị cho hết tham si chúng ta thôi, thì cái trạng thái đó chúng ta biết là đó là cái chân lý chúng ta, chứ không gì hết. Cho nên cái đường đi thì chúng ta biết chúng ta diệt cái gì để mà chúng ta đạt được cái này, chứ không phải là chúng ta diệt cái ý thức chúng ta để mà chúng ta đạt cái này, thì cái đó là cái sai của đại thừa của thiền tâm. Vì vậy mà họ không làm chủ, mà trái lại chúng ta tu chúng ta làm chủ được cái đời sống của chúng ta. Bây giờ kế tiếp, con mấy giờ tu con đi được không con? Dạ. Con đi được không? Dạ được. Được, con đi con. Con đi kinh hành đi. Con đi kinh hành như thế nào đó con đi được, con cứ đi để tập. Có duyên mày về đây thì phải ráng con. Ráng tập. Con cứ đi. Để rồi thầy kiểm tra lại coi. Con đi về được không? Ráng mà tập, đó là đi cái chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà con lớn tuổi rồi con nên đi một pháp đó thôi. Con cứ đi để mà cho nó đừng có ngủ thôi. Rồi khi nào nó buồn ngủ con đứng dậy con đi như vậy cũng được. Chứ đừng đi mấy cái pháp kia đứng lên ngồi xuống, cái sức khỏe của mấy con nó không có chịu được nổi đâu. Cứ đi kinh hành xuống như vậy có biết tất khi con
À, con đưa cái micro coi cô Kim nè, à, tu tập cái pháp nào. Như vậy là con đi thầy xem coi cái con nào. Thôi được rồi con, đây được rồi con. Thầy quan sát được rồi, con vào nghỉ đi con. Hôm nay thầy thấy như thế này. À, bây giờ mà nếu mà mấy con thì có người lớn tuổi rồi mà bắt ngồi xếp bằng cái kiểu này mấy con mỏi lưng chết hết, mà đợi mà kiểm tra hết thì mấy con chắc mất cái giờ mình tu tập nữa. Cho nên trong cái số các con còn lại đây ấy, để mà đúng 10 giờ mấy con đi khất thực rồi thì như các con đã biết rằng nãy giờ đó thì mấy con thấy mọi người đều đi kinh hành theo một cái đặc tướng của mình. Thầy kiểm tra thầy thấy mọi người đều có đi một cái cách thức riêng của mình chứ không giống nhau. Như các con thấy là cái quán về cái nhân quả thì các con thấy mọi cái hình dáng, mọi cái đặc tính, đặc tướng của mọi vật thảo mộc nó không có giống nhau. Và khi mà một pháp tu tập thì mấy con thấy người thì họ pháp này, người họ pháp khác, mà cách thức đi thì nó cũng không có giống ai đâu, người nào nó cũng có cái khác nhau, mặc dù là một cái pháp tu. Ví dụ như vừa rồi thì trong mấy người mà đã thực hiện thì người nào nó cũng có cái dạng khác nhau chứ không có giống nhau. Như đầu tiên cô Niệm đi thì cổ thích đi kinh hành cái kiểu đó. Và vì vậy mà các con nhớ rằng khi cái sở thích của mình thích, bởi vì phương pháp kinh hành nó khó lắm, mình thích mình nó tu mới được, mà mình không thích thì nó sẽ thành lười biếng, nó tu hơn nó nhát quá, nó không muốn đi, nó không muốn tập, cho nên nó sẽ bỏ, nó không có tu tập được. Vì vậy mà muốn tu tập được là nó phải thích cái pháp đó. Cho nên chắc chắn là mình ôm pháp vô mình tu, mình thấy nó thích thì mình nên ôm cái pháp đó tu. Cho nên mình chọn lựa, đưa ra bốn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, mình chọn lựa pháp nào mà nó hợp với mình thích thì mình lấy cái pháp đó mà tu. Riêng cô Vân thì cổ tu tập, cổ thay đổi theo từng cái thời điểm mà cổ tu tập, đấy là cái thiện xảo. Thiện xảo trong những cái pháp tu của mình thì do đó cái thiện xảo nó cũng rất là khéo léo. Vậy mà nếu mà chúng ta biết áp dụng trong mọi thời điểm, mọi cái thời gian của chúng ta để mà tu tập thì nó hợp cái thời điểm, cái thời gian nào đó thì mình áp dụng về chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì đi kinh hành nó đòi hỏi mình phải động thân, cho nên mình linh động thì đó là cách khéo léo của mình trong áp dụng từng cái sự tu tập trong cái pháp thân niệm. Như vậy thì mấy con cũng thấy rõ rằng trong khi có chỉ có mấy người thôi, ở đây chỉ có 5 người mà đã cái thời gian chúng ta đã kiến thức nhiều, nhưng mà chúng ta đã thấy được cái pháp hành về chánh niệm tỉnh giác. Qua rút tỉa những cái kinh nghiệm này á, thì chúng ta biết áp dụng, lấy từ người bạn rồi suy ra cái sự tu tập của mình, coi mình nó thích hợp với cái nào, và mình nhiếp tâm được, và mình an trú tâm được trong cái thân hành của mình. Đó là cái điều quan trọng, điều quan trọng. Và mình cái pháp nào mà mình tu tập mình thấy hôn trầm thì miên nó lui dần và nó vắng bóng thì cái pháp đó nó hợp. Ví dụ như đi chánh niệm tỉnh giác giai đoạn 1, cái pháp thứ nhất mà mình thấy mình đi như vậy mà đuổi được con trầm thì nhiên làm cho mình ít ngủ. Rồi cái pháp thứ hai mình thấy nó giảm đi, hoặc là tới cái pháp thứ ba mình thấy nó, mình ôm cái pháp này mình thích hơn, hoặc là mình đứng tại chỗ mà mình tu tập theo thầy thấy tùy theo cái địa điểm của mình. Nó hẹp thì tức là mình sẽ đứng tại chỗ, mà nó rộng thì mình đi, và tùy theo cái thời tiết mưa gió rồi nắng nữa, tùy theo một cái thời tiết mà các con áp dụng. Chứ không khéo thì mình cố định là mình bắt buộc mình phải có cái khoảng địa điểm như vậy và cái thời gian phải như vậy thì mình không bao giờ mình làm theo được cái ý của các pháp bên ngoài được đó. Cho nên mình khéo léo mà áp dụng cho cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái sự tu tập của mình. Đạt được sự tu tập của mình là cái gì? Tức là mình đẩy lui được hôn trầm thùy miên là đạt được kết quả của mình. Và đồng thời khi nhiếp tâm mình thấy cái tâm mình nhiếp được hay hoặc là không nhiếp được, như thầy đã nói cho mấy con biết, mình nhiếp được là luôn lúc nào cái bước đi của mình cũng thấy bước đi, mặc dù có niệm, có một cái niệm khác xen vô nhưng mà vẫn không mất cái bước đi.
vẫn không mất cái hành động của mình, tức là mình nhiếp tâm mình được ở trong cái đó, cho nên nó không mất. Còn mình an trú là nó không niệm, còn mình chưa an trú là có niệm. Bởi vì mình an trú là chỉ duy nhất có cái một cái bước đi mà thôi, nó không có cái niệm nào khác trong đó. Thì cho nên cái giai đoạn nhiếp tâm và cái giai đoạn an trú, hai cái nó có khác nhau, mà nó khác nhau bằng cái chỗ nào để mình hiểu, để mình biết mình nhiếp tâm được, mình an trú được. Do đó bây giờ tôi nhiếp tâm được, tôi thấy bây giờ cỡ sức tôi nhiếp tâm là tôi tỉnh thức được ở trong 30 phút, nhưng tôi an trú được thì chỉ có 5 phút hay là 10 phút mà. Tức là mình biết được cái kết quả của sự tu tập, chứ còn mình tu mà mình không biết được kết quả thì coi như là mình tu mù. Tôi không biết mình được tới đâu, mình không biết. Còn cái này mình tu tới đâu, mình biết được tới đó. Đó là cái phương pháp của Phật. Cho nên Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Mình thấy cái gì, thấy cái kết quả của nó nữa không? Đó mới thật sự là pháp Phật. Chứ còn mình tu mà hy vọng mà tôi tu đây mà ngày mai, ngày mốt hay là một kiếp, hai kiếp tôi sẽ chứng đạo, thì cái chuyện đó là cái chuyện mơ hồ, không thật. Còn tôi tu ngay liền, tôi biết là tôi sẽ nhiếp được, tôi sẽ làm được cái này, thì đó là cái kết quả của đạo. Cho nên Đức Phật đã xác định cái câu nói rất là tuyệt vời: pháp ta không có thời gian đến niệm mà ấy. Dù là một phút giây mình vẫn thấy được cái sự an lạc, cái sự giải thoát cho mình, cái sự làm chủ của mình. Đó, thì như vậy chúng ta không sợ mà chúng ta tu sai. Còn nếu mà tu mà một cách mơ hồ mờ mịt thì cái đó là chúng ta tu sai. Ví dụ như bây giờ niệm Phật để cầu giảng sanh, mà cái giảng sanh đâu thì mình không thấy, nhưng mà bây giờ cứ niệm Phật thì như vậy rõ ràng là chúng ta tu mờ, tu mù, không có rõ ràng. Còn cái này không, tôi niệm Phật tôi thấy được cảnh giác tương tự. Đó là cách đúng. Cho nên ở đây thầy muốn nói như vậy để chúng ta biết được khi mà chúng ta tu pháp nào chúng ta phải được kết quả của nó. Mà mình là linh động, khéo léo, thiện xảo, mình cũng mang được cái kết quả y như nhau. Cái kết quả thì phải giống nhau, nhưng mà khéo léo, thiện xảo. Cho nên vừa rồi chỉ có 5 người mà các con đã thấy được những cái phương pháp đi kinh hành rồi. Rồi lần lượt thầy sẽ kiểm tra lại tất cả mọi người, không có người nào là không kiểm tra. Và đồng thời thì mấy con về tu tập sau một tuần lễ thì mấy thầy được kiểm tra lại một lần nữa, coi cái sự nhùng nhiễm của mấy con đến mức độ nào. Nói như vậy mới biết được. Giống như bây giờ thầy kiểm tra như vậy, các con biết mọi người có những cái hành động nào, tu như thế nào. Và sau khi nó nhùng nhiễm thì nó, hãy nói nó nhùng nhiễm tức là nó có niệm giác chi mấy con. Cái bước đi của mình nó nhịp nhàng, nó đều đặn, là cái người đó đã có cái kết quả của cái niệm giác chi. Còn cái bước đi mà chúng ta phải vận dụng để mà bước đi thì chắc chắn là bước đi nó sẽ không đều đặn. Cái người mà ta ngồi ta quan sát, người ta biết được cái niệm giác chi có hay là không có. Cho nên trong khi mà muốn xét được cái niệm giác chi người ta có, cái bước đi đều đặn, thì ít ra mỗi người, ít ra cũng phải thầy phải tốn hao ít nhất là trong cái khoảng cái con đi chánh niệm chánh giác đi kinh hành á, thì ra thầy cũng phải mất ít hơn là 10 phút hoặc 20 phút để xem xét cái bước đi của các con. Chứ mới đầu vô mấy con bước đi chưa bao giờ có niệm giác chi được. Mấy con cứ đi, thầy cứ ngồi lặng lặng mà thầy xem. Và cứ con coi như là có mọi người xung quanh mà các con coi như là không có ai hết. Rồi từ đó cái niệm giác chi nó cũng... Chứ mình đi mà trong bụng mình ngại ngại là niệm giác chi nó cũng không xuất hiện nữa. Mình phải hiểu. Do như vậy mà cái thời gian nếu mà càng tu sâu thì cái thời gian mà mấy con thầy kiểm điểm lại cái cho mấy con tu tập đó, thì cái thời gian kiểm điểm nó lại càng cái thời gian càng dài. Vậy vì vậy mà trong khi bây giờ thì ví dụ như là kiểm điểm trong cái một buổi vậy thì được 5 người, 10 người hoặc là 15 người, nhưng mà lần lượt thì cái thời gian nó bị dài ra, thì cái sự mà kiểm điểm lại mấy con đó, thì cái lại ít người đi. Ví dụ như bây giờ một buổi mà thầy kiểm điểm 10 phút hoặc 20 phút thì cái thời gian đó thì mấy con còn được có 5-6 người để kiểm điểm cho chắc để bảo đảm cái sự tu tập của mấy con phải có kết quả. Chứ không khéo thì mấy con tu hoài mà niệm ý chi không xuất hiện. Mà trong cái thời gian mà thầy ngồi đây hoặc là 10 phút, 20 phút thì thầy kiểm điểm á, thì tức là mấy con thấy thầy ngồi đây thì mấy con phải ráng nỗ lực tu. Nếu mà mấy con không ráng nỗ lực tu thì tức là mấy con sẽ bị loạn tưởng, sẽ bị động. Vì vậy cho nên các con cứ chuyên tu. Và đồng thời khi mà thầy ngồi đây quan sát cho mấy con tu thì mấy con cứ tự nhiên lần lượt nó quen đi, nó quen rồi cái mấy con nhiếp tâm. Và khi có thầy dường như là nó có sự sắc tánh, cho nên các con nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, cho nên các con nhiếp tâm được cái tốt hơn. Cho nên vì vậy mà thầy cũng muốn sắc tánh để mà khích lệ cho mấy con trên bước đường tu, mấy con phải đạt được. Vậy đây là một cái lớp đào tạo mà, cho nên phải đào tạo làm sao cho các con nhiếp được, chứ không phải là để tự mấy con nhiếp. Cho nên từ từ cái chỗ mà tri kiến, triển khai cái tri kiến mấy con, thì bây giờ phải cũng phải triển khai cái sự tu tập
chánh niệm tỉnh thức của mấy con, chứ không thể để cho mấy con tự tu. Cái sự chánh niệm tỉnh thức của mấy con nhiều khi nó bị lọt trong tưởng là nó bị sai đi, cho nên thầy phải trợ giúp cho mấy con để đào tạo cho mấy con chính được cái sự giải thoát hoàn toàn. Chứ không khéo thì mấy con sẽ được cái này mà mất cái kia, nó không trọn vẹn. Và không trọn vẹn thì tứ thần túc nó không xuất hiện, mà tứ thần túc không xuất hiện thì mình chưa đủ, mình chưa đủ cái sức làm chủ cái sinh già bệnh chết của mình. Cho nên vì vậy mà cái lớp này thì mấy con phải chịu cực khổ nhiều và tu tập rốt ráo, cho nên nó phải qua những cái sự mà sắc tánh khích lệ, và qua cái sự mà nung đúc làm cho mấy con phải nỗ lực tu. Chứ nếu mà để mà tu cầm chừng thì không biết cái thời gian nào mấy con sẽ đi đến nơi được tốt. Cho nên vì vậy mà mấy con phải cố gắng hơn. Cho nên ở đây thầy nói như vậy để mấy con lưu ý từng cái bước đi của những người của bạn đồng tu của mình, của những người bạn đang tu tập với mình, họ đi theo cái kinh nghiệm của họ, còn riêng mình đi theo cái kinh nghiệm của mình. Mọi người đều có mỗi khác trong đó, nhưng mà cái nào mà mấy con đạt được kết quả, chứ còn mấy con đi để biểu diễn thì mà không có kết quả thì thôi đừng có đi. Theo thầy thấy đi phải có kết quả, kết quả đó thì các con nhận ra được cái kết quả của sự tu tập của mình thì như vậy mới đúng cái nghĩa của nó. Đây là cái lớp đào tạo thì mấy con phải thật tu, phải thật sự hành cho đúng pháp, chứ không kéo mấy con cũng thức khuya dậy sớm rồi mấy con tu mãi mấy con không đạt được gì thì phí công quá lớn. Và chúng ta chẳng có cuộc đời chúng ta bỏ hết rồi, chúng ta chẳng hưởng thụ cái gì, nó chỉ ngày một bữa cơm như thế này mà tu tập mà không đạt được thì phí bỏ một đời người quá. Cho nên phải làm cho được, quyết định là phải tu tập cho tới nơi. Cũng như thầy, cũng như Thiện Thảo nói với thầy, nó chỉ mong rằng sau khi tu xong rồi đó, tu xong rồi nó sẽ giúp thầy, sẽ giúp thầy phụ thầy nhiều cái công việc, chứ không phải riêng một công việc. Thì thầy mong rằng mấy con cũng là những người đệ tử của thầy, nỗ lực mà tu được thì mấy con giúp thầy rất nhiều công việc, đủ đức kim công chuyện mà mấy con giúp. Còn nếu mà con tu chưa xong làm sao mấy con giúp thầy được, vì chính mình chưa giải thoát thì mình làm sao mình giúp thầy được những gì đó. Cho nên mấy con ráng cố gắng để mà dựng lại chánh pháp, đem lại nền đạo đức cho loài người thì điều đó là điều mơ ước của thầy. Cho nên Thiện Thảo cũng có cái tâm ghi gớm vì muốn giúp thầy, cho nên nỗ lực thật tình mà tu tập ngày đêm rèn luyện. Cho nên thậm chí như con cái tuổi thanh niên mà mới lớn lên mà còn trẻ khỏe mà mới vào tu được pháp thầy thì rất là nhiệt tâm. Cho nên trong cái nhiệt tâm đó mà thầy thấy thắng được cái hôn trầm tự nhiên, chứ cỡ mà cái người mà lớn tuổi một chút chắc không chịu nổi với hôn trầm tự nhiên. Cho nên trong lúc mấy con mà còn tuổi trẻ mà nếu mà không khép mấy con vào trong cái khuôn khổ này để mấy con thắng được cái giặc hôn trầm tự nhiên thì khó, mấy con sau này mấy con có khó thắng. Cho nên cái tuổi trẻ của mấy con còn cái sức nhiệt huyết, cái cơ thể nó còn cái sức mạnh, cái sức khỏe nó nhiều thì mình chiến thắng nó dễ dàng, nó không có khó khăn. Cho nên đừng có để mà đợi tuổi mình nó hơn nửa đời người tu rất khó, cái sức khỏe của mình yếu kém. Như nãy giờ thầy thấy mấy con ngồi đó, mà những người lớn tuổi thì nó mỏi mệt. Thầy chỉ mong sao cái lớp học này thì sẽ xin Phật tử đó, hoặc là có ít tiền đó, thầy sẽ mua một cái số, nếu mà bàn ghế nó như những cái ghế thầy ngồi như thế này chắc nó cũng không đắt lắm đâu. Mọi người được cái ghế ngồi, đôi khi mấy con lớn tuổi rồi mấy con dựa lưng như thầy như thế này nó cũng đỡ mấy con. Cái bắt mấy con ngồi trên bàn dưới đất thì chắc biết rồi, khổm lưng hết, người nào đã bắt đầu nó cũng dẻo xương cấp. Người già thì càng khổm lưng hơn, mà người trẻ thì bắt đầu nó khổm xuống nữa. Do đó theo thầy thấy đây là cái lớp học chứ đâu phải là lớp ngồi thiền, nó mà bắt mấy con ngồi cái kiểu này thì chắc chết hết, thả đáp nha. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng có một ngày nào đó thầy sẽ chuyển sang cái lớp học của chúng ta, có hai dãy ghế, bên đây hai dãy, bên kia hai dãy mấy con, để cho mấy con khi vào cái ghế thì mấy con ngồi nó đỡ hơn. Có khi mỏi các con ngồi dựa lưng thì nó cũng đỡ. Mình không sắm những cái ghế sang đẹp, nhưng mà mình sắm những cái ghế đơn giản để cho mình được ngồi tu thôi, nhưng mà làm sao cho nó bền bỉ. Bởi vì từ cái lớp này nó sẽ có những cái lớp học khác, chứ không phải là một lớp, không phải là một lớp này không. Cho nên vì vậy mà thầy đang nghĩ không biết thiết kế gì, cái bàn ghế như thế nào để cho phù hợp. Trong cái lớp của mình đây là 32 người thì có 32 cái ghế. Thầy thấy Minh Tâm nó có mua cho thầy cái ghế có cái mặt bàn như là sinh viên ngồi học,
thì để cho mình để cái giấy mình ghi chép cái gì nó cũng tiện, nhưng mà không biết tại thầy hỏi thì có một cái bàn ghế như vậy là bao nhiêu, nhưng mà nó không đơn giản, vì nó làm bằng sắt, bằng sắt thì nó làm cái sau lưng nó làm bằng gỗ ngoài để mà có cái nệm mình ngồi cho yên, nhưng mà điều kiện mà mình có tiền thì mình cũng có thể sắm được cho mấy con, để cho mấy con ngồi tu học, ngồi học để mà về mình tu tập mấy con. Đó là cách thức mình tạo ra thành một cái lớp học, cái lớp học thật sự chứ không phải là như thế này đâu. Bây giờ bắt mấy con ngồi mà thầy ngồi trên ghế, thỉnh thoảng thầy dựa lưng, còn mấy con cứ khòm lưng xuống nhìn thầy thấy nó xót xa quá. Cho nên thầy cũng có cái ý lâu lắm rồi, nhưng mà mình chưa có đủ điều kiện, do đó thì thầy sẽ cố gắng, thầy khắc phục, thầy làm cho có cái điều kiện để khi mấy con ngồi đây, những người trẻ thì ráng được, nhưng mà thầy thấy mấy con ngồi riết và về ngồi thiền chắc mấy con ngồi hết nổi, bởi vì vô trong cái lớp học một cả buổi như thế này mấy con ngồi hết nổi. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng thầy sẽ cố gắng thầy khắc phục để giúp đỡ cho mấy con, vì khi cái lớp mấy con ra rồi thì cái lớp nam á, người ta làm người ta cũng có cái mình lợi ích mà nhiều lớp lắm. Buổi sáng buổi chiều nữa, các con thấy như bây giờ buổi sáng rồi buổi chiều nữa, rồi ngày mai buổi sáng buổi chiều nữa, lớp học chúng ta liên tục mà, nó đâu có mình ngồi một chút rồi cả tuần mới có đâu, cho nên cái lớp học chúng ta sẽ nó luân phiên, nó nhóm này rồi tới nhóm khác. Ngày tiết gì à? Ngày xưa thầy cấp cái thiền đường, cái tổ đường này nó hơi hẹp chút, nó rộng lắm chút, nhưng mà thầy thấy nó cũng dày, nó cũng vừa, bốn cái giải bàn nó cũng vừa được, không cần gì mà rộng lắm. À, mình để hai cái hàng sát như thế này mình vào ngồi thì nó rất tiện, nó thì thầy mong rằng thầy sẽ thực hiện được cái ý này, nó không bao lâu nữa nó sẽ có một cái ghế này ngồi, thì mấy con yên tâm, thầy sẽ cố gắng thầy làm cái việc này để giúp đỡ cho mấy con có cái ngồi, nhất là mấy người lớn tuổi, thì thấy mấy con ngồi hơi mấy con mỏi lưng nó cũng nhức mỏi, thì biết là nó rất là khổ. Mình tu giải thoát mà mình không tìm cách để cho mình giải thoát mà cứ để khổ như thế này thì không được, vừa tu thoát khổ thì phải tìm cách để cho mình thoát khổ. Ở đời người ta chỉ đi học thôi mà người ta còn có bàn ghế, muốn ngồi là mình vừa tu mình vừa học, thì mình phải có cái phương tiện để nó tiện lợi hơn, mình đừng có nghĩ mình so sánh với thời Đức Phật. Thật sự ta thời Đức Phật rất khổ, thầy thấy rất khổ, vậy mà người ta còn tu được, người ta không có những cái nhà mà gạch như thế này bằng đất chứ không phải, mà Đức Phật cũng không cho, bởi vì nó sợ dính mắt những cái than đẹp. Mà chúng ta bỏ hết rồi, chúng ta quyết tâm tu rồi thì chúng ta xá gì những cái điều này, nhưng mà cái tiện lợi để chúng ta tạo cái kia phương cách chúng ta học tu cho nó tiền một chút thôi, chứ chúng ta không biết mặt nữa, không có cần giàu sang đâu. Cho nên vì vậy mà muốn sao cho mấy con được sử dụng cái sức lực của mấy con, đừng có hao tốn mà để cho dùng vào cái công việc tu tập, chứ không phải là chúng ta làm như vậy mà để biến thành cái lớp học của chúng ta nó sang đẹp, không phải đơn giản nhà tranh vách lá, nhưng mà trong cái lớp học chúng ta nó cũng có những cái điều kiện để cho mấy con ngồi suốt cả buổi mà nó không đỡ mệt nhọc, con tu tập được. Đó là thầy sau những cái ngày mà mở lớp cho tới bây giờ đó, thì đầu tiên thì thầy nghĩ cũng bình thường, nghĩa là mình ngồi vậy mình học cũng được rồi, nhưng mà bây giờ thì thầy mới nghĩ, thầy thấy cái chịu mỏi mệt của mấy con ngồi nhiều quá, rồi trong khi về mình còn ngồi thiền rồi nữa. Nhưng mà mình ngồi thiền mình nhiếp tâm thì đỡ, còn mình ngồi đây mình nghe thì tức là mình không có nhiếp tâm, cho nên cố gắng để tìm cách để khắc phục cho cái lớp học chúng ta nó hoàn chỉnh hơn. Thầy thấy khoảng ở đây mình chỉ có 30 mấy người thì mình tạm đủ rồi, buổi chiều thì quý thầy cũng cỡ khoảng đó thôi, không có nhiều hơn, thì mình chỉ có 30 mấy cái bàn ghế như thế này thì nó không đến đâu mà quá sức mình ngồi lắm đâu, nhưng thầy có thể làm được. Bây giờ con mấy con có ý gì không con? Vậy thì ông có cái loại ghế mà nó có một cái mặt bàn quay vô vậy, để dạ con. Dạ. Ở đại học đó, có thì cái trung tâm thì ghế nó rẻ, nó quay vô thì con ghế cái tiền con cứ người đang nghỉ khoan hay xây cái đường đi để con mình có thể dẫn chân tại chỗ thôi, còn con thấy mình sắm liền với bàn nữa. À vậy hả con. Mua cái ghế đó là mua được rồi, khi nào mình muốn dí thì mình quay cái mặt bàn vô, xong mình đẩy mặt bàn ra, vặt nó xuống. Đó là cái mặt bàn mà là miếng ghế xếp, xong mình kéo ra, mình đưa ra trước. Cái đó nó tiện, ví dụ như bây giờ cái mặt bàn của mình giờ đó mình xài thì mình kéo nó vô,
mình không xài thì mình kéo nó ra, mình xếp nó xuống, nó dựa xuống đây. À, cái đó nó tiện lại. Mà ghế đó rất là rẻ, ở sinh viên đại học, trung tâm đều có. Để thầy hỏi coi ở đâu nó sản xuất đó, mình sẽ thành phố chứ con không biết ở dưới này. Để thầy sẽ gọi cho nó xuống. Để thầy sẽ hỏi những cái người mà người ta biết đó, không người ta sẽ đặt cái mặt hàng đó cho mình. Trong khoảng ở đây 30 mấy cái ghế như vậy thì theo thầy thiết nghĩ mình sẽ mua bốn chừng 32 người, nhưng mà mình sẽ mua 40 cái thôi. Lỡ có Phật tử rồi người ta tham dự đó, không lẽ mình ngồi ghế mà để cho người ta ngồi dưới đất thì coi cũng không được, cho nên mình có thừa một số đó để Phật tử khi đó mình đem những cái ghế đó họ cũng ngồi tham dự trong cái lớp học của mình cũng được, không hết sao. Cho nên mình có thể mình sẽ mua 40 cái khỏi đóng bàn, khỏi con thì đúng rồi. Thầy thấy cái bàn mà của Minh Tâm á thì nó không có xếp vậy con, mà nó xếp là ví dụ như mình ngồi rồi nó xếp là hết, nhưng mà cái mặt bàn nó cũng xếp xuống vậy, nó xếp xuống nhưng mà khi mình kéo ra cái nó bật ra hết, bật ra hết chứ nó không có kéo riêng cái mặt bàn xuống. Mà khi xếp nó lại thì nó xếp lại cũng như cái ghế xếp vậy đó, mình để dựng nhìn rất gọn. Mà khi banh ra thì nó có cái ngồi. À, nhưng mà con nói cái bàn mà mình kéo ra vậy, mình kéo xuống thì còn có cái ghế không, thì cái này thầy chưa thấy, nhưng mà điều kiện nó có nó cũng tiện lắm rồi. Cách thức của người ta làm mà theo thiết kế người ta làm đó, thì do đó nếu mà cái bàn mà vừa xếp được mà vừa kéo lại được mà vừa xếp xuống, mình nếu mình không cần dùng giết mình sẽ kéo cái mặt bàn xuống để xếp nó lại để bên hông, thì thầy thấy cái đó cũng tiện lắm. Vừa giải quyết được cái điều kiện chỉ cần viết thì mình kéo lên, mà không cần viết thì mình hạ xuống, thì nó là rất tiện. Nhưng mà lại không cần nữa để dẹp cho cái phòng này trống, thì mình lại xếp nó thì mình dựng vô trong giấc nó lại trống nó. Bây giờ họ thiết kế những cái bàn ghế đó rất là hay. Và thầy thấy khi mà thầy ngồi thì viết ở trên cái bàn như thế này thì cái tay của thầy nó bị mỏi, còn cái bàn đó nó có, nó làm như có cái cán ra vậy, thì để cái tay thì ở trên cái cán đó mà thầy ngồi thì viết thì nó rất là không có mỏi tay. Cho nên thầy ngồi suốt cả ngày là thầy viết không có mỏi tay. Còn mỗi lần nó không có cái bàn đó đó, như cái bàn này mà thầy để thì viết như vậy này, thì thầy để cái tay nó ngoài này nó hỏng, nó mỏi tay. Cho nên nó thiết kế một cách cũng thiết thực, lợi ích thiết thực. Nên đó là thầy cũng mong rằng cái lớp học của mình nó sẽ có những cái bàn đó để chúng ta học tập cho nó tốt. À, như vậy bây giờ thì tiếp tục nữa mấy con, bây giờ tiếp tục còn giờ tới 10 giờ mình mới nghỉ, mình tiếp tục để mình kiểm tra. Còn mấy con bây giờ theo thầy thiết nghĩ mấy con lớn tuổi, mấy con ở bên đó mấy con về nghỉ trước, còn bên đây là cái dài bên đây thì còn ở lại để kiểm tra, rồi buổi chiều thì mấy con đến nữa. Chứ bây giờ bắt mấy con ngồi như thế này chắc chắn là mấy con bệnh luôn. À, cho nên mấy con, à, nếu mấy con muốn ở lại xem thì cũng được, mà không muốn thì mấy con cứ về nghỉ, rồi lo tập, lo vào thất tu tập. À, còn một cái ở bên đây thì các con ở lại, nhưng mà chắc chắn là cái khoảng thời gian còn một tiếng đồng hồ nữa, còn một tiếng đồng hồ nữa là đi thất thực rồi. À, do như vậy thì cái số người ở lại cũng không bao nhiêu đâu, nhưng mà mấy con muốn ở lại hết cũng được, hoặc là muốn về nghỉ, nhất là những người tuổi già rồi đó thì mấy con nên về nghỉ đi, rồi còn ở lại đó thì cái số người ở lại đây để cho rộng rãi có đường thì cho mọi người người ta đi mới được, chứ không khéo đi không được. À, bây giờ mấy con đã tập xong rồi, mấy con về nghỉ đi rồi lo tu tập đi con. Còn những người nào mà chưa đó thì đương nhiên là mấy con ở lại đây để mà đi kinh hành, thầy kiểm tra lại nữa. Thôi con ra đi con.